Bệnh viện Giả dạ Chiến Hòa Phan chiều nay tiếp tục làm thủ tục xuất viện thêm 6 bệnh nhân mắc COVID-19, giảm số bệnh nhân đang được theo dõi điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố xuống còn 57 trường hợp. Các trường hợp được xuất viện chiều nay là bệnh nhân 661, 869, 887, 895, 961 và 1023. Các bệnh nhân có độ tuổi từ 17 đến 83 tuổi được khám sàng lọc kỹ càng trước khi xuất viện, không có biểu hiện lâm sàng, sốt, ho, khó thở. Các kết quả xét nghiệm trong giới hạn bình thường, xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 từ 3 lần trở lên. Sau khi làm thủ tục xuất viện, các bệnh nhân được bệnh viện bố trí xe đưa về địa phương nơi cư trú và sẽ tiếp tục tiến hành cách ly 14 ngày theo quy định. Như vậy, tính đến nay, ngành y tế Đà Nẵng đã điều trị khỏi COVID-19 và cho ra viện 286 bệnh nhân.